đó là sẽ phần nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy nè, ca sĩ Đình Trí nè, rồi Saka Trương Tuyền nè, Lưu Hưng nè. Thưa quý vị, một tràng pháo tay cho đạo làm con của nữ ca sĩ Saka Trương Tuyền.
con xin cảm ơn những tràng vỗ tay rất là quý báu từ các quý thầy, các quý Phật tử đã dành tặng cho con rất rất là nhiều ạ. Hôm nay là cũng là một cái duyên rất là lành. Lần đầu tiên con được đến chùa của sư phụ tu viện Tường Vân, sư phụ Thích Phước Tiến. Có được thời gian không biết thầy chắc không muốn nhớ con đâu. Con đi diễn ở bên Đài Loan. Cô bé tóc hồng hồng á, cái con nói idol của con, cái con hát xong cái con quên lời luôn, con run quá. Và trong khi con hát con đâu bao giờ con quên bài, thấy sư phụ ngồi đó idol của con, cái con hát cái hội xong con mới quên hết trơn luôn rồi. Mà không biết sư phụ có nhớ con hơn không nữa, ở bên Cao Hùng hay sao đó ạ. À, cái sư phụ ơi, sư phụ có thể gờ đầu con được không sư phụ? Sư phụ có nhớ con không hay là sư phụ đã quên rồi? Sư phụ lau mồ hôi luôn rồi.